cũng không biết nữa. Tôi chỉ nhớ mang máng là mình gặp một tai nạn rất nặng. Sau đó tôi tỉnh dậy, tôi chỉ còn nhớ đến một người duy nhất: Tô Linh. Anh với em là một cặp. Tụi mình yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Anh có sở thích là đua xe. Trong một lần cãi nhau, anh phóng xe đi. Em vì lo lắng cho anh nên đã chạy theo. Sau đó tai nạn xảy ra. Khánh đang dừng lại. Sao em và Tố Linh cũng là bạn thân, và em cũng là người đến sau. Anh với Linh chỉ là anh em, còn anh yêu em mà. Khánh Đăng, anh nói là anh yêu em có thật không đó? Anh không được đem tình cảm của em ra đùa giỡn đó nha. Anh không có đùa giỡn với tình cảm của em. Nhưng mà một thằng con trai tối ngày cửa trên yên xe, coi thường mạng sống như anh, có đáng không? Không sao hết. Em không mong cầu mình sống đời ở kiếp. Em chỉ mong rằng trong những khoảnh khắc mình có nhau, chúng ta trân trọng nhau bằng cả con tim bản thân mình. Ai vậy? Có phải là... Anh hôm nay hư lắm, dám làm mình bị thương. Em phạt anh không cho anh ăn tối nay đâu. Muốn ăn anh phải bắt được em nha. Khoan đã, khoan đã, đợi anh với. Khoan đã nè, chờ anh với. Ủa, lại là cậu? Cậu lại để con bé Tố Linh ở đâu rồi? Dạ thưa bác, con... Hả? Một thanh niên vô trách nhiệm như cậu, tại sao con của tôi nó lại chấp nhận được chứ? Tại sao cậu không ở bên cạnh an ủi nó? Dạ, con xin lỗi. Nếu như cậu biết mình phải xin lỗi thì tốt nhất cậu đừng có làm. Ủa, Khánh Đăng. Dạ, chào bác sĩ. Cậu đang trên đường đến phòng tôi hả? Dạ đúng. Xin lỗi anh, cậu ấy đến tìm tôi để trị liệu. Con của tôi, vì nó u mê nên mới tha thứ cho cậu. Chứ còn tôi, không bao giờ tôi tha thứ cho cậu. Cậu nhớ đó. Cậu đừng buồn, người ta xót con đó mà. Dạm sao đâu, tôi hiểu mà bác sĩ. Mà
vào trái tim em ngây dại. Hè trôi qua hững hờ, mùa thu em mong chờ, để đông đến em vẫn mơ. Yêu nha, mình yêu nha, đừng cố xuân lòng mình đã yêu rồi. Thương nha, thật tâm nha, đừng để cuộc đời mình sẽ đôi. Hãy nói yêu em đi, còn ngại ngần làm chi. Con tim em đã chót rung rinh rồi. Màn đêm cũng vừa sáng, mùa xuân đến ngoài hiên. Yêu đi anh, mình em thôi. Tô Linh nói rằng tôi và cô ấy yêu nhau. Tôi cũng có cảm giác này. Tôi thường xuyên nằm mơ thấy có một ai đó xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cảm giác của tôi và người này rất thân thiết. Như thế, chúng tôi từng có một mối quan hệ tình cảm vượt mức bản thân. Và điều này còn đặc biệt hơn nữa. Người nói, bởi vì đó lại là một người con trai. Người nói, chẳng xa nhau, kề bên nhau dài muôn kiếp, hạnh phúc sẽ chẳng như mơ. Khoan đã, đời ta sẽ chẳng. Khánh Đăng, như thơ. Em là gì của anh? Vì yêu anh sẽ vượt. Em là người yêu của anh. Ngàn giống tố. Em có biết 1000 năm là bao lâu không? Từ đó là 1000 năm. Mình không. Yêu nhau, tình yêu em. 1000 năm chọn là khoảng thời gian mà anh đã đi tìm em. Một mai sau, em ở đâu? Vì đâu anh ngờ suốt chừng ấy năm rồi mà tới bây giờ mới chịu gặp anh. Nụ cười, anh giỏi nịnh quá à. Như mây trời. Không, một kiếp ta. Anh nói thiệt chung đôi, anh không có nịnh. Đau sao bóng đêm nay từng cơn quay về, rằng sẽ cơn đau chập chờn. Bàn tay em ôm đi kiếp mong manh, ngày nào tình vừa đến đau anh đã ra đi thật xa phương nào. Tô Linh, sao em ở đây? À, anh, anh thật ra là anh và anh. Em xin lỗi. Em muốn tạo bất ngờ cho anh. À, Tô Linh ạ. À, thật ra là anh và anh. Thấy giấc mơ đó hả? Đúng đó bác sĩ. Suốt thời gian qua cứ mỗi lần tôi và Tô Linh cãi vã, tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Khoan đã, cậu khẳng định là mỗi lần cậu và Tô Linh có chuyện là giấc mơ đó lại xuất hiện? Hình như luôn là như vậy bác sĩ à. Tôi sẽ lưu ý điểm này. Nhưng nếu cậu phát hiện thêm biểu hiện gì khác thì hãy liên lạc với tôi. À, mà nè, cậu cũng cần phải kiềm chế cảm xúc của mình với Tố Linh. Tôi biết chứ, tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà không hiểu sao tôi luôn cảm thấy cái mối quan hệ này nó nặng nề và chán nản lắm. Vì bố nuôi của Tố Linh. Cũng không hẳn là như vậy đâu. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tôi và Tố Linh nhiều hơn.
Nói tóm lại là tôi thấy rất là mệt. Dù sao cũng phải cố gắng. Ủa, em có khách hả? Anh tìm em hả? Em xong rồi, người quen cũ thôi. Thì ra lại là mày. Tại sao những thằng như mày lại có thể sống dai đến như vậy chứ? Anh, cậu đừng có để ý. Thôi cậu về trước đi. Nếu mà có phát hiện biểu hiện nào hay là nhớ thêm gì đó thì liên lạc với tôi. Chào bác sĩ. Đúng là một thằng tồi, chỉ biết núp dưới bóng phụ nữ. Anh Khanh, sao lại nói vậy? Thì anh chỉ nói như vậy thôi, chứ đâu có nói tới ai. Thằng kia, mày mới nói cái gì? Mày nói ai núp dưới bóng phụ nữ hả? Hôm qua mày chơi đá nên hôm nay mày ngáo phải không? Tao nói mày á. Mày giận mặt với tao đó hả? Không biết lượng sức. Tao á, là tao không có hiền như ông Hưng đâu nha. Mày khoan đã, hai người bình tĩnh lại. Anh, đủ rồi. Anh để em á, anh mới ngừng. Nếu không á thì... Mẹ mày. Tao không có sợ mày đâu nha. Ai sợ mày thì sợ, tao không có biết sợ đâu. Bữa nay tao với mày coi như quề. Chào bác sĩ, tôi đi trước. Thôi, thôi. Đức Khanh, anh bình tĩnh đi, bình tĩnh. Nghe em nè, bình tĩnh lại. Hít sâu vào. Nè, em buông anh ra được rồi đó. Em xin lỗi. Anh đến tìm em để trị liệu hả? Bộ không phải đi trị liệu. Anh không được tìm em hả? Không, không phải vậy. Ý em là anh đùa em á. Anh tới là để trị liệu. Anh lại mơ thấy cậu ta. Anh lại nhớ cậu bé đó. Chắc là anh mệt mỏi rồi. Không sao, quay về văn phòng của em, kể cho em nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Em sẽ lắng nghe và chia sẻ với anh như hai người bạn.